Xin chào anh em, ngày hôm nay thì LC sẽ đem đến cho anh em một mẫu quần jean nam đến từ thương hiệu Philip. Đây là một trong những cái chiếc quần mà mình rất là ưa thích và mình đã có ngay em nó trong tủ đồ khi mà mình mới nhập về. Thì hiện tại nhìn qua anh em có thể thấy một cái đặc điểm rất là nổi bật trên em này, đó chính là nó có một cái chiếc tác gương. Chiếc tác gương này thì nó sẽ được đính ở đằng sau và ở phần trên này nó không đính trực tiếp vào quần bởi vì nó sẽ bị rách, mà nó được đính trên một cái lớp da màu trắng được cắt gọt rất là ok, rất là gọn gàng. Phía bên trên này sẽ là cái chiếc tác gương có in Philip Plain Made in Italy đó, và bốn góc cạnh ở đây thì nó được đóng bốn cái đinh tán vô cùng là chắc chắn, đảm bảo 100% khi anh em sử dụng thì không ngờ sẽ bị bung cái tác này ra đâu anh em ạ. Ngoài ra thì anh em có thể thấy rõ ngay phần nắp túi này, nó có một số những cái điểm cào hay là xước nhẹ đó, rất là ok. Quần này của chúng ta thì sẽ được sử dụng một cái loại chỉ màu ghi trên một cái em nền màu xanh bạc để nhìn rất là hợp lý anh em ạ. Bây giờ mình sẽ mở chiếc quần này ra xem chiếc quần này nó có form dáng gì và nó như thế nào anh em nhé. Màu sắc trên chiếc quần Philip này thì nó có một cái màu xanh bạc, kết hợp vào đó chính là một số những cái quát nhẹ này, một số đường cào rất là nhẹ thôi, và mài bạc trắng rõ rệt nhất đó chính là ở phần đùi. Quần của chúng ta thì nó là ống côn anh em nhé. Ống côn thì nó có một chất liệu vải có giãn thì cực kỳ là ok đấy. Đó, rất là ok luôn. Ở phần trên quần của chúng ta thì sẽ được sử dụng những chiếc đinh tán rất là sáng bóng trên cái nền bạc như thế này. Và chỉ trên em này may thì mình đánh giá nó rất là ok, rất là hoàn hảo và rất là đẹp, đều nhau, rất là thẳng hàng. Phần khóa thì của chúng ta thì sử dụng khóa đồng và khuy thì cũng bằng inox, rất là giống những cái chiếc đinh tán thôi. Phía bên trong cặp quần như thế này thì mình đánh giá nó co giãn thì cực kỳ là được đấy anh em này. Đấy, những anh em nào mà có cái xương hông to ấy thì mặc những em này thì không ở sợ bị đau hông đâu, rất là thoải mái anh em nhé. Bên trong cái phần cặp quần này thì chúng ta cũng sẽ có một cái chiếc táp Philip Plain nữa anh em ạ. Đấy, anh em nào muốn treo quần thì cứ mắc vào đây là ok. Với một cái chất liệu vải jean denim như thế này, màu xanh bạc, thì anh em có thể vô tư thoải mái giặt chung với các món đồ mà không ngờ sợ bị cái chiếc quần này phai màu. Cái này là mình đảm bảo với anh em 100% anh em nhé, hoàn toàn anh em có thể yên tâm luôn. Phía dưới gấu quần của chúng ta thì cũng được mài nhẹ ở cái phần gấu quần như thế này, nhìn rất là đẹp. Anh em có nhu cầu đặt hàng thì hãy nhanh tay liên hệ tới LC qua số alo 0934848481 để được đặt hàng anh em nhé. Ngoài ra thì những cái thông tin liên hệ khác bên mình có để bên dưới phần mô tả. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Anh em đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bấm chuông để cập nhật cho mình những mẫu sản phẩm mới nhất, hot nhất, thẻ nhất từ LC anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em một ngày vui vẻ.